không được luôn kìa, rồi trống. Xin chào cả nhà buổi sáng nha. Chào cả nhà. Chào anh Mẫn, chào anh Vũ, chào Út. À, bữa nay anh Mẫn từ trên Sài Gòn về đây đổ vớ nghe cả nhà. Gì vậy anh Mẫn? Bây giờ là bà Sáu với Giang đi vô kia đổ trước rồi cả nhà. Giờ mấy chú cháu mình sẽ tháp tùng đi theo. Hành trang ngày hôm nay đi là tiếp tục mình mượn cái xuồng đó nha, mượn cái xuồng của Hiếm Chính ở đây nè. Rồi có đem theo lò nướng nữa. Nay là mình trải nghiệm cho anh Mẫn với anh Vũ trải nghiệm ăn cá nướng giữa đồng luôn. Đi thôi. Lò nướng mới đó. Lặn cho anh vô. Lặn cho anh vô. Vậy? Chị Vũ lặn cho anh vô. Chống 500 hả? Dạ. Dạ. Chống 500 hả? Thì anh chống vô đó đi, gặp Giang ở đâu thì ngừng lại, mẹ mới điện nè. Để con để điện thoại nhà. Bỏ điện thoại nhà luôn hả? Anh Mẫn có đem không? Không. Sao cầm theo bỏ giỏ em nè, có để mấy người kia có điện không? À, tại vì anh Mẫn với anh Vũ đi vô đây trước cả nhà, còn bạn của anh Mẫn còn đang trên đường xuống nữa. Thế mấy thì chú Nghĩa có thể cũng điện cho em được. Sáng cho anh Mẫn với anh Vũ ăn sáng cháo trắng cá kho tiêu. Anh Mẫn bơi từ trong trời vô đây, anh Mẫn tiêu ba chén cháo rồi vô ăn cá nướng bù lại anh Mẫn ơi. Nghiệm không? Vũ muốn xuống không? Hả? Xuống đi Vũ. Thôi anh Mẫn cho ngồi trên. Xuống không? Bơi mà. Ờ, chờ quá nữa. Anh Mẫn xuống không? Xuống thì em chú Kiên cho anh xuống. Em làm mình có mồi rồi đó nha. Có chưa? Lắm rồi đó. Hả? Dữ lắm rồi đó. Thấy gì chưa? Đốt hang được rồi. Không có đem cái cây khò theo kìa. Cá linh này. Giang gạn tép trước mà. Mẹ ghẹo á. Ủa vậy con đi qua xuồng của mẹ nha. Cái này cái cuối chưa. Nhiều lắm chẳng không. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi Vũ ơi. Bếp này nhà dồn lại cũng được cái chứ. Sáng giờ cá linh nhiều mà. Có mấy cái cổng bữa nay cá chợ không à? Có tên thịt hiệu à. Có cái này có nè. Mấy cái măng cá bự hả? Cá chiên giòn nào cho nó xương á. Nói gì cho vợ thấy coi. Em ơi em ơi anh làm được rồi. Trời quá trời cá kìa. Mẹ nãy giờ trong kia cá chạch dữ lắm hả? Có cá chạch. Đãi cái linh. Đãi cái linh theo theo đổ và lụm luôn đi. Đổ lụm đi qua đổ cái thao lụm đi qua. Đông người kìa lụm đi.
Gì vậy? Một con cá chạch. Bự không? Ủa cá chạch bự ghê, mổ ơi. Cá chạch bự lắm. Ủa vậy đó. Này là cái Linh đẩy vô đây nè dấu. Dạ, cái gì vậy ăn kìa. Thôi dịnh cái tay coi chị kẹt tay nha. Cái kia gấp đưa cho anh gấp cá. Thôi để lụm cá lên trước đi em thắng thì mình lụm cá chạch. Cá chạch để đâu hả? Cá chạch để qua đây nè dấu. Cứ để nó đi. Lụm cái Linh trước đi. Cái Linh nó yếu lắm. Lụm cái Linh nó trước. Linh nó dễ chết lắm. Lụm trước đi. Linh nó ngồi lên trước mà ngồi lên trước. Đốt hàng được rồi. Chưa để đổ bầu nữa đi ha. Đốt hàng. Đổ xong lập này đi mình đốt. Đổ đi cái cành con đi. Ủa mẹ cá hiểu rồi đó luôn hả? Hiểu này nè. Không có vô á. Đá rồi. Nó không vô rồi. Con nào không vô được không? Linh có hai loại, linh vỏ, linh kia. Linh nóng. Nóng. Quá trời, cái lợp này cá ngon luôn. Cái linh có tiểu bằng mạnh luôn. Có con cua. Thấy mấy cá chạch là thấy mê. Út cười quái út. Cười gì cười quái út. Đâu có út mày được. Ngồi không không có lửa cá. Phải. Mọi người ơi. Cá quá trời luôn mọi người ơi. Bữa sáng hôm nay đẹp trời luôn chứ đâu phải như bữa anh Tùng với chị Trúc đi. Trời đất ơi. Bảo tốt tiền miên. Con này mà nướng cái là nhức nách nè. Đâu con gì đâu. Nó mặn cái cái gì? Cái mày dính mà nó chạy dính. Hay quá đó chưa gì trả lời. Làm gì ở đâu không biết cá đó. Cá này cá gì vậy? Giấu giấu. Cá này cá gì vậy? Sao nhìn nó lạ vậy? Việt Nam nhiều cá lạ má vậy. Trời chạy cái vụ này mà cười từ sáng đến giờ cũng chết luôn. Cái đó anh lấy để cho em. Bên này nè, chân luôn không lắm. Cái này kìa, con có thể bạnh chơi lộn vô mà. Mình đem cá Linh về Sài Gòn anh mà. Đem cá Linh về Sài Gòn. Đem thì bữa nay để lại. Cá vô này chiên xù. À cái vô nó nhỏ nhỏ. Đồ nãy giờ có lượm mà đúng không? Đó chứ. Tới cái nào vậy? Ồ cái đó có chủ lực đó hả? Không. Hay chị nghĩ là vậy tại mỗi năm chỉ có đi chị biết. Đừng quên đổ anh Vũ anh. Dạ. Cũng được. Ủa trời hình như ba lấy dáng về mà hả mẹ? Đâu cũng lấy dáng về hết trơn rồi. Thấy không? Chắc trôi á. Ngày qua đâu có mưa đâu mẹ đúng không? Ngày qua không mưa đó.
vô cái. Ủa mấy cá hiểu nãy đâu? Ý là cá hiểu bị lựa cái bầu cái lợp nãy á. Không, ý là hồi nãy lựa dưới đó cũng thấy có mà. Ôi cá gì nhảy dữ vậy? Quá trời. Ủa cái lợp này vô mánh rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Em dẫn vô được rồi. Từ xuất phát từ của người dân tộc Khmer á. Sáng giờ cái tướng tép của bà Sáu cũng đầy lắm mà nghe bà Sáu. Tép bên này con bự bự cho rồi. Hổng đâu, đâu rồi nó chết rồi. Khoảng đang trồng trọt cá chạch thôi chứ bây giờ khoảng đang chú trồng trọt cá chạch rồi. Chạch cá linh nữa. Sập đất. Ốc mẹ, mẹ cho con coi cái tướng tép của mẹ. Có xăm đất ra. Ký hả, ký. Ôi cái này nhiều hơn nãy nữa anh Mẫn ơi. Có cá gì phóng phóng luôn quá trời kìa. Cá chạch có. Xăm đất có nữa là nhà nhau. Xăm nước. Lộn rồi. Quá là mê không. Ôi dũa nó nhìn kìa. Cá đã chưa rồi. Cá lóc nữa. Cá chè vàng. Con cá chè vàng mà con cá vô. Ồ, cá ngon không hả? Lóc cái chè vàng quá vô. Cá đồ chén trên mẫn kìa. Cô. Đó là hơi suy nghĩ của Hằng. Còn có nhiều cô chú anh chị sẽ hết cá chạch. Rồi nó có người hết cá lóc. Nó uống nước giật giật xuống cá chèn nhiều. Con cái cô đi theo mẹ không lụm cá chèn. Cái này không có cá linh. Lóc rồi mẹ. Ủa cá linh còn dưới đó rồi. Cá lồng tông. Cá lồng tông này là uống nước mắm. Con tiêu là hết bài luôn. Ủa, cái đu quý nè. Cái chạch. Không hẳn canh lực cái chạch đâu. Cô bắt nó ghê ta. Chân. Hai ba cái hiểu mập mập không kìa mẹ. Đâu có hiểu gì.
heo. Hiểu chứ, cái heo là mình thấy đá. Hai con cá này cho dù mình bỏ đông cả nhà, mình kho ăn vẫn ngon. Mãi anh đổ luôn nè. Đổ được không? Nhìn ghê, nhìn ghê, nhìn ghê. Chị thua anh Vũ rồi. Quay nè, đang quay nè. Quay gì thấy cái mặt mặn ở trên kìa. Anh lấy cái lạp anh che. Lục quá. Lấy cái lạp che rồi. Bỏ bỏ cái tay vô để nó cá nó trở ngược lại kìa. Đó, quá trời luôn. Giờ xuống thấy cái mặt. Kéo đi ra mẹ. Lần đầu anh mẫn lành chị ấy. Ủa cái chành nhiều ghê vậy? Lên xuôi cái đường nào nó đi thì có à. Mẫn ơi, cái này cá chành nhiều. Lóc. Ông ơi, cá chành trong bắt cá chành. Bỏ bỏ cái gỗ xuống. Bỏ cái mẹ đó rồi. Đây cái bỏ bên thùng kia thấy bà không? Vậy cái móng, cái móng, mày lấy cái móng đỡ đi. Con bỏ qua thùng kia. Anh bỏ cái gỗ xuống, hai tay bỏ xuống. Bỏ ghê ra. Bỏ bắt lá cơm mà. Tôm, tôm, tôm. Tôm. Tôm, tôm. Chạy ra phát hiện. Bỏ mày chạy xíu đi, mày chạy xíu đi. Anh mẫn đỡ hơn với ta. Mặn mới động vô được con tôm luôn chạy. Ngày qua cũng có, hàng kia cũng có, ba bữa liên tục có tôm chân nữa nha. Tôm này thấy mà khó chạy luôn. Có này ở ngoài sông mấy người tạo tôm chúng đó, bữa chú chính lành nói đó nhớ không? Ừ, bữa nay hai con cá chạch đó. Ủa bữa nay vớn chạy cá chạch nhiều quá cả nhà. Cá ngon ngon không à? Cá này đến bến là chạy cá chợ nhiều. Cá vẫn hơn nè. Mấy cá chốt đâu mà xẻ xẻ với cắt không nhé. Ừ, hên quá. Đây là đây. Một cái vô nó uống nè. Cái này anh đợi cá rô có cá rô hay cá linh có cá linh, cá chạch có cá chạch luôn rồi. Ủa cái chạch nó lẹ lẹ ghê không? Cá linh nó bệnh thời gian. Cá chạch đổ đâu rồi? Mẹ, đây là sao? Mới được nè. Thấy không? Được. Tôm hồi nướng luôn. Em lên nướng luôn. Được nhiều cá lóc à. Đây nè, này có cá lóc nè, mình cá chốt. Mình chừng nghe cá chốt rồi. Ôi chạch ơi. Anh Mẫn đổ cái này quá trời cá chạch luôn vô. Mấy con. Khoan. Cái dòng danh kìa. Nghe con đi. Qua dịch đây nè. Qua lên đi. Cào lên hay lên ở. Trời. Hai ba lên. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa đổ rồi mình vừa nướng cá luôn nha. Nước đã lên hang rồi nè. Mở đổ nữa không? Nãy mở đổ trúng cái chạch đó. Để vô đổ cái này đi. Mở đổ đi. Dạ. Dạ lên cái lần tép dính lại à. Dạ từ lên á. Cái gì vậy? Xong cái nhẹ nhẹ con tép dính lại nhấp cho nghe không? Dao sao luôn Út kìa. Anh Mãn sớm kiếm con tôm rồi đó nha, tới anh kiếm con nha. Ừ, hồi nhớ nướng con tôm đi. Con con ăn nghe nhịn. Đấy, cho nhỏ. Ăn sao rồi nó được không? Anh Vũ nhìn cũng chuyên nghiệp quá ha. Rồi, tranh thủ làm cái linh.
cái rô gục dưới xuồng đại anh mà được mấy cá lóc vậy? 6 con mà đi con hỏi cá chạch nó chuối dưới cho nè, nãy thấy nhiều lắm có cá chạch vậy chuối dưới rồi dễ thì nó lên cá chạch không lên trên đâu. Anh muốn nướng cái nào anh bỏ riêng ra đi. Anh muốn nướng cái nào thì cứ lấy đi. Mấy cái bự bự đó. Cái xe vàng nó nướng đi. Cái xe vàng để nướng. Nướng à, chút qua đi, có than rồi rồi. Nè, lụm cái con nữa nè. Cái linh bự bỏ đây. Ủa, được hai con cá. Hai cái xe vàng luôn hả? Ờ, không con nãy mà. Ai không? Đó, cá anh nướng bỏ ra đây. Con nãy lấy bắt ra chưa? Chưa. Chưa hả? Trời. 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 Lụm cái linh cá nào mình nướng lụm bỏ ra cái gỗ này nè anh Vũ. Cái gì nào? Thôi, cái gô đó để lại mình đi nhà mình ăn làm cơm đi. Trải nghiệm này là nhớ đời luôn á mọi người. Gì nữa ai? Cá gì nhảy nữa ai? Lên. Điểm nguyệt con luôn đi. Cái này cá có linh mà có cá chạch. Cá lóc. Đổ vô cái này nè. Anh mặn vô cái đẩy xuồng không chịu lên xuồng. Hai chiếc bùa que đẩy hai xuồng. Dữ vậy dữ lắm rồi. Ủa sao đổ nè đi vòng quá để đi em đi qua. Vô lo cái xuồng xích lại em chút xíu nha cho mọi người coi cá. Cái này còn cái gì ta? Cái biết nhỉ.
qua bắt lên hả? Có chiều qua mẹ bắt lên. Ủa cái này không có cá chạch hả mẹ? Sao mà không? Nó vui vui dưới không? Vui dưới cá rô mình lụm mình bỏ dưới đây nè anh Dũng, nữa mình về mình đi xuồng. Cá lăng. Cắt cái dây xuồng nha, cái dây trắng nha, dấu từ từ em dấu. Lạ lạ vậy mẹ. Đây cái lưới, kéo lưới cái lồng tông. Để đi. Mình nướng cá chạch với cá linh nha cả nhà. Nướng từ từ, nướng nhiều ăn nhiều, cá còn nhiều. Cái gì trên mặt? Đập không? Đây cả nhà ơi, khoe với cả nhà nha. Cái mâm cá nướng của mình có hai cái mì dinh chưa chín nè. Dạ. Không, có cái dĩa kìa, cắt ra hết luôn đi anh Vũ. Dạ hết luôn đi anh. Nó hỏi cắt. Cá chạch nha. Tại nãy anh Vũ kêu chắc ra đây nè, thấy cái dĩa chắc được chắc luôn. Trời đất ơi, đổ nước miếng nước vô chén không, miếng nước lọc á. Hết nước lọc rồi. Ôi cái chiều vàng này nha cả nhà. Ngon máy đỉnh. Đây con cá rô, rồi bên đây là cá linh. Còn đây là góc này gì? Cái đó là ngôi sao màu đỏ tượng trưng cho biểu tượng của Phạm Minh Mẫn. Anh Mẫn với anh Vũ đem bia theo luôn nha cả nhà. Đây nhà tài trợ chính bia đây. Đây là nhà tài trợ khu bia. Bà Sáu, cho bà Sáu lắm. Thôi à. Giang ở đây được cá. Ê Giang, cứ qua đây nè Giang. Qua đứng kế anh Mẫn nè, chị qua đó chị ấy qua. Khu bia. Ôi, trải nghiệm đầu đời của anh Mẫn với anh Vũ. Tạm đi bà cậu nhận cá. À đúng rồi. Mẹ làm luôn mẹ. Mời ông bà bà cậu nha. Cá cây với chặt ở đây về uống bia chứ cá chặt nướng cho ăn sơ sơ à, không có gì ngon. Không có gì gì phức tạp. Chứ cái này ngon mà. Chơi với xíu đi cũng đi. Chơi chưa? Mẹ chơi chưa? Rồi. Rồi xin mời cả nhà. Nhậu giữa cánh đồng bát ngát này cả nhà ơi, cánh đồng nước nha. Lai rai. Bà ơi, đủ lớn mà cũng vô dữ cá chạch nướng, cá rô, cá dê vàng, cá linh, cá mè dinh. Rất là ngon luôn. Nãy giờ thấy anh Mẫn với Vũ thích cá linh với cá chạch nè. Cái này mình bóc thèm nóng nghe, nóng lắm nha. Rồi. Thèm lắm rồi. Mẫn ăn này, Mẫn ăn đi. Sao cá linh à? Cá linh. Cầm lấy. Ngà đen đi. Chấm vào. Trong cực nước nãy giờ. Chấm vào. Mời cả nhà nha, cá chạch. Béo. Béo ngon. Mời cả nhà con cá linh nha. Đã công chuyện luôn à, cơm nhiều luôn. Thứ gì mà ngon trời. Cũng là nhan xương luôn chú. Cá béo mới ăn xương cũng nhiều. Có cái xương như trăng. Mày ăn cái gì cá linh hả? Cá linh. Gần gần cái đôi đó. Cá linh cái này chưa có cứng, còn mềm. Còn nước nổi. Nước mới chớm rút thôi chứ chưa có rút dữ. Cỡ này mới là cái cỡ mà cá ngon nè. Mày còn làm được không? Không. 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 Không cá quá. Vô. 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 Vô rồi mẹ. Vô. Vô. 1, 2, 3. Vô. Đỉnh quá đỉnh. Díp quá díp. Nãy
mảnh đưa chị không không chịu uống, sao uống được, nó ngon quá trời nha mà. Ê nha. Đây về nhà còn xa lắm đó nha. Con lon này chắc ba con lon quá. Ba con lon được. Còn mà mình cá mình vẫn còn, mình hết mình uống nữa. Cá này cái này cái quá thì ngon ha. Còn mà tháng này ăn còn cá đẹp lắm. Kiều mấy con cá này được, chín này qua đi, đẩy hai cái này vinh vô cho chín, hai cái này vinh anh. Cá này chín giòn qua bên. Ừ đúng rồi. Chỗ đó hay nhiều lắm. Chín đâu rồi. Không có dính dữ đâu, nó không hơi. Ừ. Cá chạch cái này mở dữ lắm, dễ gì. Nước nóng thì biết vậy ngon quá ha. Nước ngon này thứ gì chị nói. Đó, góc đó hay nhiều lắm. Chả bè luôn. Con cá chạch nha. Chặt béo ngon ghê không? Ăn cái gì nó giống được tươi, nó thơm thơm ha. Thơm thơm. Trời ơi, dớt. Nóng sầu thì sao rồi? Nóng. Có đũa kìa mẹ. Xin lò mà. Tối hẳn ướp mai, hẳn ướp lên, tối ướp lên rồi. Tối nay đăng clip này nè. Tối tầm khoảng 7-8 giờ tối em đăng. Không chưa tới đâu. Nãy lúc mình gọi là mới bắt đầu đi rồi. Rồi vô nè. Bây giờ bà mua chạy cái loại dinh Sài Gòn. Bây giờ 10 giờ mới dậy. Ồ, tới luôn chuyện luôn. Thơm đúng đại. Ồ, chà. Ồ, đúng. Con cá chê vàng đó mình để chỗ nào, góc nào cho ngủ đi, mình xử lý nó đi. Để qua chặt mé nó đi. Mé vào bánh kìa. Bên này nóng ở bên đó mình nguội. Bên đó ít than. Chút chút cái đình chút chút. Chính rồi. Con này nè nó. Ừ, ngon. Đây bên này nè. Bự vậy, xương nha. Xương. Cá này nhai kỹ tôm chấm. Nóng vậy mà. Và cả nhà con cá linh nha. Nóng về thôi được cái gì. Đũa nè. Lụm mình mắng, chấm sâu sâu vô. Rồi mở nha. Cầm luôn bia luôn. Chút nguyên con luôn. Ủa uống trước nha. Uống nào. Mỹ vị trần gian là đây chứ đâu. Ngon. Vũ tiếp tục đi Vũ. Dạ. Ừ. Bà xá đi chút lo nhìn. Vô. Mình vô đây ông Sáu trong nhà nghe không ta. Họ lội bộ ra lội nước ồ ồ. Ông Sáu đã xem clip này. Ngàn tháng nói sao không? Bộ ba mất tiền là buồn ba, bán 100 ngàn bỏ cái thuốc á, ông có rồi. Bán 100 ngàn buồn hiu. 100 ngàn buồn hiu. Là cọc luôn á. Khôn quá. Cá chạch có chín à. Cái này Vinh bắt đầu rồi nha, chuyển biến rồi nha. Tự nhiên con đang quay dưới đây muốn gì có nghe gì tực tực hết hồn vậy. Chạch gì nó béo cắn những nhất cái nắp ngồi trời. Hợp lý. Thôi mở nào. Để là mình, cá nhỏ mà mình nướng á, mình nướng nó chuyện nhiễu xuống à. Không có gì bằng mà mình nướng trên bếp ăn liền. Nướng nóng chuyện ngon quá trời ơi. Cá nó bắt lên đó. Mấy con cá linh này thấy trắng trắng thì cho nó chín chưa? Chín chưa. Cá chê vàng đi. Rồi vô nè. Vô nữa ha, trời bà sao ngủ dữ vậy. Giết cho hết lon này. Đừng lên lon nữa chứ. Cá của mình là đầy khoang đầy xuồng rồi đó cả nhà. Mình còn 2 lọp nữa là xong. Rồi, con cá chê vàng đi nhúc. Bẻ ra. Bẻ ra ngủ miếng. Bẻ tay đi. Bẻ tay luôn đi, đũa gì nữa. Cái này cá chê vàng này đũa gì nữa. Nóng không? Nóng chứ. Lên khối luôn. Con cá chê vàng nướng này lên. Đưa sáng rồi. Mẫn khúc kìa mẫn. Không, không, con ăn đi Vũ, ăn đi. Cái đùi xương nè. Mẻ mẫn khúc kìa, khúc giữa kìa. Dạ, nè. Cá chê vàng. Rồi tới nhà. Thạch nó ghê không Vũ? Thạch nó vàng hả mẫn? Khối nó lên, đúng không? Tôi đổ dơ dơ cho nó đủ đũa kìa. Nóng chịu không nổi à. Có nghĩ bảo là vui không? Bảo chứ nhìn là ngon. Đó, đã ghê. Thạch cái vàng tươi trong luôn ha. Thạch cái vàng hả? Dốt. Ủa sao nãy giờ ông mời chú Nghĩa anh gì đó? Dạ. Có đũa không? Đũa. Trời ơi. Nóng, vô liền, vô liền nóng.
Anh mở là chỉ có cá anh ăn vậy nha, anh thấy đi đi ăn này nọ anh có mấy đồ ăn kia nấu ăn, thứ nhất là cá lầu kiến nha anh. Cá lầu kiến anh thấy cá lầu kiến luôn rồi được lượm anh chia sẻ Dũng đi. Ôi ôi ăn đi ăn đi, cắn cho đi anh, cắn miếng xong đường Dũng. Thiệt mà chia sẻ là vậy chứ sao, chắc làm hết luôn á. À, biết anh biết anh lấy cái ruột ra chưa Dũng? Chưa cái ruột lại nha, lấy ra giùm ảnh luôn đi nha. Dạ đó, còn bên kia cho anh Vũ là lụm rồi. Ôi ăn đi. Mớm luôn. Thôi, quất đi mà. Lụm đi. Vũ lụm. Chơi đi. Trời ơi, ơi. Con hồi nó chạy nữa nè. Chút xíu nữa mình về nhà mình coi cá cả nha. Mình gieo cá lên rồi mình coi. Nướng rồi. Nó là để nhất nướng mà. Mình ăn hết cá mình mới được đi đổ tiếp nha. Anh mỏng với anh Vũ. Ăn hết cá mới đổ được đi đổ tiếp nha. Còn muốn ăn nữa là nướng nữa. Cá chặt rồi sao còn có sữa. Mẹ không ăn nữa rồi mẹ. Ô, để đi hàng đi về cho. Hết luôn bia chưa? Để lên mấy người, lắc qua người tới à. Cái gì? Ý mấy người mình đó. Ý là còn nhiều lắm chứ đâu, có nhiều đây đâu anh hả? Nhiều thùng. Ăn đi. Cá còn thiếu gì? Nói chung là đồ đã sắt là có hết rồi, sẵn sàng hết rồi. Dốc. Mẹ uống hết luôn bia chưa? Vô. Vô kìa mẹ. Chắc chắn thì sẽ có nhiều cô chú anh chị nói là cái đối với cảnh này thì uống rượu đế mới hợp lý. Nhưng mà nhà tài trợ là tài trợ gì mà sử dụng đó nha cả nhà. Bên đây nè. Con này vừa nè, không có bị dưỡng, không bị nóng. Trời ơi, dứt đi, đâm ăn nó không có mặt ở đâu. Ở đây ăn cá luôn phải gì? Mẹ ăn nữa đi mẹ, Út ăn đi Út. Để nghe để xua họ lọt á. Lụm Út. Cỡ cũng chết luôn. Không con không có quay, Út thì hết cỡ. Con không quay. Lụm đi mệt quá. Thôi chơi đi Vũ đi, chơi mở rồi. Con nè, con bự nè. Mình ăn cá nướng này xong rồi mình sẽ đi đổ lập tiếp nha cả nhà. Mình còn một cái bầu bên kia nữa. Rồi về mình coi tổng thành quả bữa nay của mình được bao nhiêu cá. Rồi mình còn lên mình sắp xếp để mình đón bạn của anh Mẫn nữa. Còn khoảng một xe nữa, 7-8 người gì nữa đó cả nhà. 7-8 người anh Mẫn. Nên mình sắp xếp chuẩn bị đồ cá đồ để mình nấu món. Còn thường á, về Buôn Lúa Đồng Tháp là những cô chú anh chị nào là thích trải nghiệm dân dã, thích những món ăn dân dã, thích cá đồng, lương đồng, ít đồng thì mọi người mới về đây. Thường thì hàng sẽ đãi món ăn đó là theo yêu cầu của anh chị nghe cả nhà. Tại vì hôm bữa hàng thấy có nhiều cô chú nói là tối ngày chỉ biết đãi khách ăn cá. Lon đâu trời ơi nó quay lên lon lon đâu lên quá còn bốn lon gì. Ủa anh Mẫn đãi cá gì, đãi cá chạch, cá chê vàng nướng đâu gì, không có buồn phiền gì không anh Mẫn? Bốn lon Vũ xanh Vũ dạ kiếm không ra chị ạ. Chỉ là mong được ăn những cái món này. Kẹp cái bụng vô anh Mẫn, thôi mà sao không ra được rồi trời. Rồi mình ăn đi, mình lay gai từ từ đi, chút xíu mình đi đổ tiếp có gì đâu. Vô hả? Ê được không Hoàng gọi là cái câu gì gì nè. Giờ nếu nói gì anh Mẫn gì vô cũng đâu nghe đâu. Không có lúc nói tao đâu nghe không? Nướng gì ngon, vừa nướng thêm cái mà dinh luôn. Giờ mình coi thành quả ngày hôm nay, coi bà Sáu với Giang là thu hoạch được bao nhiêu nha cả nhà. Hôm nay có sự góp sức của anh Mẫn, Vinh Vũ với chú Út nữa. Này là cá này, cá ủ nước mắm nè. Mấy chục ký á cả nhà. Cá lóc nè. Lóc ngon hả Mẫn? Cá này chiên xù á anh Mẫn. Là anh khỏi với xương luôn á. Mấy năm trước, năm ngoái em làm khô cá này nè. Lóc cứng. Này nhiều có lóc rồi mẹ ơi. Đây là cá heo với lại cá thiểu. Mà bữa nay ít rồi, cá thiểu bữa nay không trúng rồi. Để đổ đi cho bán cá ủ
Ở bên này cũng bị đi vô. Cua nè. Cua nè cả nhà. Cua được túi nè. Bên này là tép. Ồ, bên này chạy cá lóc dữ ta. Này là cá mồi luôn á. Ủa cá heo. Cá lóc đúng vậy luôn. Cá chạch này cả nhà. Cả nhà thấy cá chạch có nhiều dữ luôn. Cá mè lú. À, nghe chưa? Để ý là mình nướng thịt mới rồi đó. Đó giờ cá chạch luôn. Tôi lội ra đây mấy con cá linh ta. Bữa nay cá chuốt. Tiếp nhận giọng cá linh giọng. Cá chuốt không dám học tay vô nghe cả nhà. Cá linh đâu? Đó, vườn tầm đó. Trời ơi. Vườn cá linh. Ôi lụm cá mày dính cá. Em lụm cá linh em. Mình lụm cá mày dính cá chứ. Hay là bán muỗng mắm em. Ăn không? Út lụm cá mày dính cá giùm con không? Sao cá mày dính lộn ra dữ vậy? Ráo cá mày dính nè sao? À, đâu có chỗ nó bỏ hàng. Lụm cái mày dính ra nó được cái gỗ này mà. Bên đây có cái gỗ này mà. Lụm ra cái sọt đi nếu nhảy. Này em bỏ vô này hả? Không, bây giờ đổ ra cái thao đi, lụm dễ. Xách ra đi mặn xách cá về dùm cá đi rồi sao lựa lại. Đang sắp xếp cá mình cân cá cả nhà. Rồi mình coi mình làm món ăn để mình đãi khách của anh Mẫn nữa. Kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi sáng vui vẻ, buổi trưa luôn rồi cả nhà ơi. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt. Trải chào nghiệm nhà. Bữa nay quá trúng cá. Chào cả nhà, bữa nay trúng trúng cá chợ cá ngon không cả nhà ơi. Đây mai qua bển đi luôn. Chờ đó đây là Út với Mẫn kia đi. Đâu hết luôn rồi. Đâu hết rồi đi, cá rồi cá đi đi này cho mấy. Đấy nghe miệng xuống. Đi bác. Mấy cá này bả nè. Quên. Nó xỉu hết rồi, không có đồ nữa. Cá hả hàng đây. Lấy cái giọng qua, cái gì hả? Ăn đi. Cá hô nữa hả? Được cái giọng đi, hồi sắp ra đi câu, cá nào ra cái này. Ồ, được con cá hô. Điện cá hô thả ngầm liền luôn. Đủ. Bữa hổm được mấy con luôn mà. Tôm. Đi. Ở dưới giọng cá chốt còn hai con á. Cái nào cá chốt đâu, đây tôi đi giọng. Nó chốt đó, bà đang lựa cá hay gì đó, cá nuôi. Cá hô dưới, ông xuống dưới đổ cho bắt mấy cá hô lên tại. Ở đâu? Ở dưới cái giọng cá chốt mình á.